Sau khi mình phun thuốc khử trùng, sát trùng lỡ mồm lỡ móng và xịt dê bà con, xong rồi nè bà con. Đó. Bò liếm cái nước cũng không có sao luôn nha, vẫn là bình thường, không bị gì hết. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái thuốc sát trùng, thuốc xịt dê đạt hiệu quả cao cho bà con và mọi người cùng sử dụng nha. Mình xịt ướt hết trơn rồi bà con. Có mấy con dê nè bà con. Đó. Chỗ con cổ nữa. Hôm nay mình cũng thấy rồi mà mình sẵn đây mình làm clip mình gửi đến bà con và mọi người luôn. Đó. 4 con đực của mình. Ở đây 2 con cái sinh sản, con này chuẩn bị đẻ rồi bà con, gần 8 tháng mấy nha. Cái tơ, còn con này là cái, con em của con này nè bà con, chung mẹ, 2 con này. Được rồi, mình sổ dung sáng rồi nè, vì đây, nhìn thấy nó đỡ là bà con, với nó gớt lông rồi, nhìn thấy nó tròn trịa là đỡ rồi nè. Quay cho bà con xem nè, nó tròn trịa lại ha. Rồi, nếu bà con nào yêu quý mến mình thì hãy đăng ký kênh để giúp kênh mình được phát triển nha bà con. Rồi, hẹn bà con nhớ nhiều video hay của mình tiếp theo nha. Rồi, xin chào bà con. Hi. Xin chào bà con nhà mọi người nha. Hôm nay sẵn mình phun thuốc sát trùng á bà con, phun thuốc lỡ mồm lỡ móng á, cũng như sát trùng cho cái chuồng trại của mình á. Thì 6 tháng mình phun một lần. Thì thuốc này lúc trước dịch lỡ mồm lỡ móng á bà con, thì bên nhà nước có cho bên cái hộ chăn nuôi á, là mỗi người chai chai vậy đó. Người của bên nhà mình thì được ưu tiên thì cho được tới 2 chai được người. Cái này nè bà con. Nè. Đó. Thuốc sát trùng. Cái này camera này chắc bà con không có thấy rõ đâu. Tại nó bị lộn ngược cái chữ á bà con. Đó. Thì cái thuốc này nó tiêu diệt hết các loại virus, vi khuẩn, nha bào, nấm, mốc, gây các bệnh cho gia súc, gia cầm như virus, bệnh cúm, bệnh gà, nè. Cúm heo, lỡ mồm, lỡ móng, dịch tả heo, dịch tả dịch. Đó. Và nói chung là nó... mình nuôi bò thì mình tị về lỡ mồm lỡ móng với tổ huyết trùng đó bà con. Thì mình xịt cái này thì cứ 6 tháng mình xịt một lần, xịt cho xung quanh chuồng trại nó thì sẽ an toàn hơn cho trong việc chăn nuôi bò vô béo nha bà con. Rồi thì sáng mình xịt đó rồi mình sẽ quay luôn. Thì đầu tiên thì mình sẽ xịt thuốc sát trùng mình trước, xong rồi bữa nay mình cũng có chia sẻ với bà con là cái thuốc xịt dê luôn á bà con. Thì để mình xịt xong cái thuốc sát trùng này rồi mình sẽ giới thiệu cái thuốc xịt dê cho bà con và mọi người cùng biết luôn nha. Rồi thì đây mình đã pha sẵn một bình rồi nè bà con, rồi bắt đầu mình vô trong chuồng mình xịt nha bà con. Rồi thank you.
Nó thì xịt mình xịt giáp hết luôn rồi các bà con. Cho bà con luôn, xem luôn nha. Ok, thì để mình giới thiệu cái thuốc xịt da này nha. Thì lúc trước mình xài cái kia, bây giờ là mình xài cái thanh tốt gì nè bà con, thanh tốt 200 đó. Còn một cái chai loại màu trắng nữa, mà loại đó bây giờ nó hết hàng cái gì rồi, mình xuống tiệm mình mua là nó chỉ có cái loại này thôi. Thì mình xài cái này mình thấy cũng có hiệu quả đó. Thì lúc trước da cũng nhiều lắm, mình xịt có một lần một là nó rụi luôn đó. Mình tẩy một lần đợt rồi mình xài hết nửa chai rồi, lần này mình xài chắc cũng hết luôn đó. Là cho 6 con bọ mình xịt, nay xịt 6 con bọ mình. Thì để mình xịt cho bà con xem nè. Thì chai này có mấy chục ngàn rồi bà con. Chai này rẻ có 50ml nè đó. Thì bà con pha vừa đủ liều lượng rồi bà con xịt thôi, dễ mà đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con cái chai thuốc Hantos 200 này nha đó. Nó siêu diệt da luôn á bà con nè. Bà thấy không, thanh tốt 200 rồi, để mình pha vô rồi mình xịt cho bà con mọi người xem nè. Chế vô cũng ra màu trắng luôn thôi. Đầu tiên mình xịt con mấy con bò đực mình trước, bắt đầu từ con bò xin. Để bà con xịt thì cũng như tắm luôn vậy đó, cho nó ướt hết luôn nha, nó liếm cũng không ảnh hưởng gì hết trơn nha bà con.
xong được hơn nữa. Con bò thứ kẹt mà. Nhiều pha thêm bình nữa. Này được 3-4 bình nữa. Tại vì mình mới có xịt con bò rồi, xịt dạng như tắm luôn á. Vậy nó mới có hết da nữa nha bà con. Con mày xịt thấy da chỗ nào cái này, con xịt chỗ đó không là nó không quả nha. Con mới xịt cho ướt hết nguyên con bò luôn. Rồi nó sẽ diệt những cái con da nhỏ nhỏ ở trong mấy cái kẹt háng đó bà con. Lớp lớp đỏng. Mình đâu có thấy đâu, mình phải xịt ướt hết luôn. Nhất là những cái lỗ tai chứ. Hết bệnh nha bà con, thì cứ bệnh hai lít nè bà con, xịt con rồi đều vừa luôn. Cứ nếu mà bà con kỹ là cứ một chai này là bà con chia làm hai, rồi bà con xịt cho một lần tầm 6-7 bò là bà con xịt đủ. Rồi bà con cứ 6-7 bò là bà con chia ra nửa chai, rồi còn nửa chai cách 10-15 ngày bà con xịt lần nữa. Đảm bảo với bà con luôn là sẽ không còn con da nào luôn á. Tép tên bò cây mình mới bắt về nè, nó cũng có da luôn rồi con. Rồi thì còn có mình con 3B của mình á, với hai con cái này xong rồi bà con. Thì để mình tạm dừng video một chút, rồi mình xịt xong rồi mình sẽ quay sơ lược cho bà con mọi người cùng xem luôn nha. Chứ để bà con mọi người chờ lâu quá.